bóng người thôi. Tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai. Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Bòm Audio. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhà em tiếp tục gửi đến các bác một bộ dàn chung. Thì cái bộ trước đây, video trước đây thì em đã đăng lên và đã bán rồi. Và đây sẽ là bộ tiếp theo. Thì cái bộ dàn này đợt này sẽ là 3 full 3 thớt các bác nhá. Gồm thớt CD, thớt đài và âm ni. Loa của con này sẽ là loa D302 các bác nhá. D302 thì là loa tiệm cận với cái đời cao nhất là loa D412EX. Thì nó là đời sau, vì thế là cái mức giá của nó cũng vừa phải hơn. Thì hàng về thì sẽ đầy đủ cả khiển cho các bác như thế này nhá. Khiển zin con này rất là đắt, em mua nẻ cũng 1 triệu một chiếc cơ. Thì ở đây sau đây em sẽ quay qua cái hình thức cho các bác xem để các bác nắm rõ hơn về cái bộ dàn này. Thì đây, về cặp loa hình thức đây, duy nhất ở chỗ này sẽ có một chút cấn thôi. Đấy, các bác mua hàng thì lưu ý giúp em về cái khoản này. Đấy, thì nó hàng như thế nào thì em sẽ báo các bác như thế, để khi mà các bác nhận hàng sẽ không bị sẽ không cảm thấy hụt hẫng, bởi vì là khi mà mình đã quyết định mua hàng thì mình phải rất là ưng ý. Đấy, chỉ một khuyết điểm nhỏ ở đấy thôi, còn lại hầu như là rất là đẹp. Đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Về mặt trên này vân gỗ, cái lớp gỗ ở trên này rất là đẹp, người ta sơn rất là đẹp các bác nhá. Nhìn rất là sang trọng. Em nói sơ qua một chút về cái cặp loa. Loa D302 thì nó khác với loa D412, bởi vì là hai cái hồi bên này sẽ là của D402, nó sẽ là ốp gỗ. Và phần nói chung về hình thức của nó thì đã khác nhau hoàn toàn rồi. Nhưng mà về cái phần chép và cái hình cấu trúc bát này thì nó sẽ giống nhau. Chép sẽ sử dụng là chép dạng tên lửa đấy, bao bọc dạng tên lửa, kích thước 2,5 cm. Còn đây, đường kính bát con này sẽ là 16 cm các bác nhá. Cái phần màng loa bát này nó cũng khác so với D412. D412 nó sẽ là dạng vải nụa ấy các bác. Các bác khi mà các bác lờ vào nó sẽ rất là mềm. Còn khi con này nó sẽ lại là bát dạng sợi vải thì các bác nhìn thấy nó sẽ nhìn rõ cả những cái phần đan của các sợi vải với nhau. Đấy, sẽ đầy đủ EK nha các bác, như này EK nó rất là đẹp. Nỗ thông hơi của nó sẽ nằm ở phía bên dưới các bác nhá, vì thế các bác có thể kê sát tường, nỗ thông hơi nó sẽ nằm ở dưới đây. Kích thước của con loa này nó rơi vào khoảng là chiều cao sẽ là 35 cm này, ngang là 20 và sâu cũng là 35 tầm đó. Đó, nữa em sẽ quay qua cái mặt sau để các bác nắm rõ hơn thông số. Còn đây là những cái thớt phụ kiện của bộ thớt đi kèm của bộ dàn. Chiếc đầu tuner này sẽ có mã là T433 các bác nhá. CD sẽ là 733 và âm ni sẽ là 933. Đấy, full bộ người ta gọi là Onkyo 933. Thì đài này sẽ nghe được full đài Việt Nam các bác nhá. Còn ở đây em đang đây em. Ở đây thì em sẽ bắt cho các bác xem mà. Em nhớ là full đài Việt Nam mình như 108 MHz ấy.
Còn ở đây CD đọc rất là tốt đây em sẽ. Đấy, khai đĩa đây. Đấy, con này đọc được 108 MHz các bác. Đây, còn phần CD đang lọc đĩa đây. Đây, mình tìm hiểu qua một chút về chiếc âm ni. Âm ni con này thì sẽ đánh được hai kênh các bác nhé. Nó có thể đánh tới hai cặp loa. Các bác muốn tăng cái giải chép thì có thể chọn cho nó một cái giải chép một cái thêm một cặp chép nữa. Có tới hai cặp loa cho các bác để các bác đánh AB đây. Các bác nghe cặp đường A thì các bác tắt đường A đi. Bật đường B sẽ bật đường ngoại đấy. Ở đây em đang cắm đường A các bạn thì em sẽ bật đường A. Thì đây sẽ chỉnh bát chép trên mặt máy luôn. Nguồn tổng này, nguồn phụ này. Đây các nút chỉnh volume, chỉnh chế độ đầu vào. Volume. Đấy thì toàn bộ dàn nó sẽ là như thế. Sau đây em sẽ quay qua mặt sau để các bác nhìn rõ hơn. Đây. Tớ đài thì sẽ nối xuống âm ni qua đây. Nối xuống đường tuner, CD xuống CD thôi. Còn đây là cái cổng các bác nối dây khiển để điều chỉnh âm ni và CD chung. À. Nguồn thì các bác sẽ lấy nối tiếp nhá. Nối tiếp từ tuner xuống CD, CD xuống A từ tuner xuống âm ni luôn và CD xuống âm ni luôn. Thì bộ dàn chung này thì nó sẽ phải, nếu các bác muốn nghe những cái đồ công nghệ như là Bluetooth hay là USB gì đó thì các bác có thể mua thêm những cái cục phụ kiện đi kèm như Ugreen hay là Kiwi A08 thì các bác có thể nâng cấp cho bộ dàn. Còn về nguyên bản của nó thì bộ dàn này chỉ nghe được CD và nghe được đài thôi. Dây em đang dùng ở đây sẽ là dây bắp chuối, các bác sẽ cắm ở đây thôi. Còn các bác dùng dây thường thì nó sẽ, các bác sẽ vặn cái này ra và nhét dây vào đây thôi. Loa của con này thì sẽ là loa sản xuất tại Japan luôn. Công suất 200W, trở kháng 4 ohm. Toàn bộ sản phẩm sẽ là sản xuất tại Japan các nhé. Chính quốc luôn. Đấy thì sơ qua về bộ dàn thì đấy, mặt lưng của chiếc cũng rất là đẹp. Về tổng thể thì toàn bộ dàn này nhà em đang bán với mức giá là 22 triệu cho 3 thớt và loa D302 các bác nhá. Là 22 triệu đầy đủ phụ kiện cho các bác. Thì bác nào có nhu cầu xin liên hệ số hotline của Bờm Audio là 0964 801 493 để nhà em có thể tư vấn như giới thiệu những các bác những cái sản phẩm tốt nhất. Các bác không mua hàng cũng không sao cả. Các bác có thể cho em một cái nút đăng ký kênh ở phía bên dưới này này. Để em có thể tiếp cận và cũng gửi tới những các bác sản phẩm tốt nhất. Cũng rất là vui mà khi mà một ngày nào đó các bác lựa chọn mua hàng và ủng hộ shop em. Thì để em có thể phát triển và gửi tới các bác những cái bộ dàn tốt nhất, giá cả hợp lý nhất. Thì sau đây mời các bác cùng em lắng nghe một bản nhạc đến từ Onkyo 933 loa D302 các bác nhá.
trắng đêm nay chép lại nhật ký của hai đứa mình. Thường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như trời có mây, hai đứa yêu trong tình đắm say. Đã nói cho nhau những lời âu yếm nhất trên cõi đời. Nhiều đêm hai đứa vui đùa nhìn trăng và nghe sóng khơi. Ngày mưa ngày nắng sát vai câu ca tiếng dấu chân in mòn khắp nơi, hai đứa như chim trời có đôi. Giờ đây mỗi người mỗi nơi nàng, về đâu tránh đời với ai cay, chẳng còn yêu tình yêu núi sông. Xe nát trong tay những dòng nhật ký chép lâu lắm rồi, chuyện tình năm trước thôi đành vui trốn từ đây thế. Còn đâu mà nhớ ái ân mây đen xóa mờ, giấc đi cũng đang thiết tha cuối cùng như qua một giấc mơ. Lâu lắm rồi, chuyện tình năm trước thôi đành vui trốn từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ái ân mây đen xóa mờ, dựng đi cũng đàn thiết tha ôi cũng như qua một giấc mơ.